Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Và ngày hôm nay thì em lắp chọn bộ combo cho bác của bác ở Hải Phòng luôn. Đấy, một bộ karaoke sử dụng cấu hình Hiver loa JBL 8052. Và toàn bộ là leo khối, chép khối, leo khối và bát leo khối luôn. Thì cặp này bên em đang bán là 9 triệu thôi nhá. 9 triệu. Và đây là loa sub JBL 8040. Cục này thì em đang bán là 3.8 thôi nhá, 3.8. Và đây là đẩy công ty, hai công ty bảo hành 1 năm thôi nhá. Đấy, con này thì nó đảm bảo cho bác là riêng dí 2 giây loa vào cũng không chập được thôi nhá, dí 2 giây loa vào cái là nó nhảy luôn. Thế là các bác cứ yên tâm về cái dòng này, nó cực là bền luôn. Đấy, các bác cũng dí chập dây vào nó không thể nháy được, nó ngắt luôn thôi nhá. Đấy, rất bền. Cục này em đang bán là 4.5 triệu thôi nhá, 4.5 triệu. Bảo hành 1 năm. Đấy, vang lưới 858 đây. Đó nhá. Giá 1.250.000. Đấy, Pick AV Pro 2.3 và quản lý nguồn 1.450.000 thôi nhá. Đấy. Các bác nghe, xin mời tất cả mọi người nghe những cái chất lỏng của nó. Áp chuẩn của iPhone mua cho bác Hải Phòng luôn. Với cục súp bát 40 này thì tiếng bát rất là sâu. Đấy, đầm chắc và được khách hàng ủng hộ bên em rất rất nhiều luôn. Đến thời điểm hiện tại giờ là bên em cung cấp loa này hơn 2 năm rồi, nhưng mà thực sự là đạt điểm 10 tất cả các chất lượng, khách hàng đều đánh giá là rất ok và giá thành rất là mềm mại, chỉ có 3.8 triệu một cục này thôi. Đấy, nghe rất là sâu thôi nhá. Và đây là những cặp JBL 8052 hàng neo khối toàn bộ thôi nhá. Đấy, giá 9 triệu, tiếng rất là chất thôi nhá. Combo chọn quay cho anh em luôn. Tiếng chép mà rất là len keng ngay cách các bạn nhá. Bát sâu và hình thức rất là đẹp các bạn nhá. Tất cả hệ thống này nó đều sử dụng những cái module LED rất là đẹp. Đấy. Khi mà tối các bác mở đèn lên nó rất là thẩm mỹ các bạn nhá. Đó. Tất cả là đều là hai công ty bảo hành 1 năm hết các bạn nhá. Đấy, tất cả hai công ty bảo hành 1 năm hết luôn. Đó. Còn đồ loa này là hàng nhập khẩu China có nhá. Loa nhập khẩu China. Đấy, xuất của China luôn có nhá. Nghe rất sướng các bạn nhá. Ok. Xin cảm ơn tất cả mọi người.